Rồi chào các bác, tiếp tục là một con máy thái xịn, mình thái gì nữa. Con này số khung là 3502. Dừng chân ở đây. Đợt này về toàn máy đẹp không các bác ơi? Con này toàn máy xịn không. Luôn chục rồi nè, nhìn nó mới tinh nè, 380 giờ đúng luôn. Này đang hết dầu để chút mình đề cho các bác nghe tiếng máy. Là thanh đập kim luôn. Nguyên cái lô máy đẹp hết á. Rồi, xin chào các bác nha. Bữa nay em mới về thêm 10 chiếc nữa. Toàn máy đẹp luôn mà, máy thái xịn đó. Nó đẹp như cỡ con này gì nè. Đó. Đó, các bác thấy không? Siêu đẹp luôn. Thì đợt này về, bây giờ công ty còn cũng khoảng 40 chiếc á. Nhiều lắm. Các loại đủ các loại máy hết trơn luôn. Này khách ta cũng mới lấy, chứ chiếc kia mới vừa tới cũng hạ bồn luôn, chưa quay con đó được. Hạ bồn rồi. Máy cài thì còn nhiều lắm, mười mấy chiếc luôn. Máy cái lô máy cài 408 bữa bên Thái về nè. Đủ các loại máy hết. 6040.
ít u, cánh bự của Thái. Nếu các bác cảm thấy thích cái kênh bán hàng của em thì các bác dưới đây có cái nút đỏ đỏ, nút mà nút đăng ký, nút subscribe, các bác nhấp vào đó là các bác đăng ký cái kênh bán hàng của mình. Tại vì em up từng chiếc lên, quay từng chiếc up lên cho bác xem luôn mà. Chứ nào em để chiếc đã bán là đã bán, còn chiếc nào mà chưa để chiếc đã bán là nó còn ở công ty. Các bác cứ nhắn tin hay là điện thoại hỏi giá em từng số khung. Khi băng đêm hay là cả chừng 6 giờ em có đi đá banh hay gì, hay là đi tập thể dục, uống cà phê bạn bè gì, hay bỏ cái điện thoại cho nên không có nghe được, các bác cứ nhắn tin đi, em sẽ trả lời đầy đủ nha. Các bác thông cảm. Để ra phía trước quay cho các bác xem mấy con máy trước, mấy con đẹp đó. Em đẹp em để ăn trước hết. Đây là ở phía trước đây. Máy cuộn rơm, máy cày nó nhiều lắm. Đây là những con máy đẹp nè. Em để ăn trước. Bây giờ con này nó đã 27. Máy mới đó. Này cũng 27 luôn. Có con này là nó 25 nhưng mà nó máy thái xịn á, đầu máy chữ Thái á. Hàng hiếm á, lâu lâu mới có chứ không phải là có hoài đâu. Này cũng vậy luôn. Này cái lô máy em ưa ý nhất á. Đây là chiếc 105 siêu đẹp nè. Khách đang coi. Anh thấy cái bông chụp nó không? Mới tình luôn. Này là máy cuộn gom nè. Máy cuộn gom em chuyên phân phối nha, em nhiều lắm. Bỏ sỉ, bỏ lẻ đầy đủ hết. Các bác cứ chuyển tiền vô hoặc không vô trực tiếp công ty mua. Máy đời 27, 26 rồi đó. Rồi đó có 3 tạ bánh căng này. Những cái mẫu Firestar này thì 50. Cheetah 105. Còn máy này nó 55 đó. Địa chỉ công ty của em là ở 1/7 Kuala Lumpur, Long Phước, Long Hồ, Vĩnh Long. Đây cũng còn chiếc Giang Ma chấm là máy D. Công ty cũng có bán xuồng như các bác, xuồng composite ngon nhẹ. Rồi bên này về tiếp một cái lô máy 10 chiếc nữa. Bên này ngày 16 tháng 6 2017. Dây vô lò đây. Đây. 105. 105. Cho các bác xem tận số khung ha. Cái này này 579. Rồi. Đây, về tới thêm đây. Chờ xíu chút nữa xuống máy xong rồi làm video clip của từng máy nha. Địa chỉ công ty là ở 167 quốc lộ 53 Long Hồ, Vĩnh Long. Như con này đẹp cực kỳ nữa không? Nó sao con này mới quá vậy? Thank you.
rồi đang ráp hàm vô nha các bác. Nó đang xuống máy. Chứ bây giờ cái còn trăm mấy năm này là đẹp tuyệt vời luôn nha các bác, như máy mới vậy đó. Con chục của nó là chưa chạy một miếng nào luôn nha. Rút nước và mới lắm. Em tiếp tục mấy chiếc nữa. Đây cái bông chục đó là con này chạy ít giờ đó, còn EC luôn rồi. Cái mỏ đâu, cái mỏ đâu, kiếm cái mỏ pin gom với heo quang luôn. Đây mới thấy gặt nha. Đó. Đó. Vậy mới đẹp cực kỳ không à. Mới thấy xịn nguyên gốc. Mai bữa nay về như là 4-5 chiếc mới thấy xịn luôn. Hết dầu, chết bà rồi. Giọng cái đó, hết dầu, lúc đó. À, lúc là giọng không? Cái này về mới đẹp không ta? Đây, cái mình chờ nhất chiếc 6-4 không chuyện. Để quay con này chơi cho bác xem. Rồi mấy cái máy đẹp nó đậu vô lề lối cho các bác xem đây. Đây là con đặc biệt nhất 105 siêu đẹp. Rồi. Đây là mới rõ ràng luôn. Rồi, cảm ơn các bác nha.